các bạn nhìn thấy bụi không? Mù. Đây, hôm nay mình đi vá đường các bạn ạ. Đây, vá đường một con thiên cơ này đây. Đấy. Vá đường một con thiên cơ này nhá. Lý do mà người ta thổi như này là bụi lên là thổi sạch cái chỗ để mình vá đi các bạn ạ. Để cho nó ăn dính vào nhau ấy. Đấy. Đấy, lý do là người ta thổi như thế là cho nó sạch. Sạch để tí nữa là nó hết cái bụi đi là nó làm vá. Đây các bạn, mình vá những cái lỗ này đây các bạn. Đây mình đi vá đường ấy. Trước thì có nữ hoa vá trời, bây giờ có anh công nhân vá đường. Đây các bạn. Đấy. Thổi khá là bụi nha các bạn. Thổi khá là bụi luôn. Mình vá cái chỗ này nó vào tầm mấy chục cái lỗ này các bạn ạ. Đây hết cái dọc này này. Từ cái dọc này ra đây các cô công nhân đang chuẩn bị ấy đây giật để tới nhũ xong là đi vá đường. Đây. Nó phải mấy chục cái lỗ này các bạn ạ. Thì tí nữa là xuống mình sẽ lùi để máy xúc nó xúc xuống các bạn ạ. Đây tưới đây. Đây cái lỗ bé bé tí này. Đấy. Đây các bạn. Đấy, vá đường này. Đấy, vá đường ấy. Đấy, 20 tấn hàng. 20 tấn hàng mà đi vá đường như này thì mình nghĩ là chắc là đến chiều mới về mất. Đây các bạn. Ở trên xe đây, trên thùng trên này còn một phi nhũ nữa. Phi nhũ đây là mình mang từ dưới Hà Nội lên. Đây có một con máy lu. Một con máy lu. Với cả người nữa, người đang thổi đây. Có mấy cô công nhân này thì không biết là làm với 20 tấn thảm này thì đến bao giờ mới xong. Bao giờ mới xong đây. Đây cái này nó dính lắm các bạn ạ. Đây, nó dính như này, hôm trước mình đổ nó dính đây các bạn, nó dính đuôi xe này. Đấy vừa nãy mình tưới dầu diesel ấy. Đây nó chảy đầy xuống đây các bạn. Chảy đầy đây. Đây cô này đang thổi bụi mù lên đây các bạn. Mình tính sơ sơ cái đoạn này nó đã tầm hơn 10 cái hố rồi. Hơn 10 cái hố như này rồi mà. Mà mình cũng nói luôn cho các bạn biết là cái lý do mà người mà cái đi sửa cái hố này là nó bị lún nhá các bạn. Xe đi nhiều là nó bị dạn nứt rồi là lún, nền nó yếu là bị lún. Lún là kém là bây giờ là mình phải đi vá. Bởi vì cái đường này là nó có một lớp thôi này. Có một lớp thôi. Đây, như này này các bạn. Đây như này này. Đây nó nứt như này này các bạn. Nứt như này là mình phải đi sửa. Đấy. Khá là bụi luôn. Thì tí nữa vá như nào, đổ hàng như nào, vá như nào mình lại quay cho các bạn xem tiếp nhé. Đây cái máy để tưới nhũ tường này các bạn. Tường cho cái phi này tưới cho nó xịt vào những cái hố cho nó ăn đấy các bạn. Đấy. Hôm nay gặp những nữ hoa vá đường. Mình xuống mới quay cụ thể cho các bạn xem nhá. Đấy. Thấy chưa các bạn? Đấy, bây giờ máy ấy xúc đang làm đây. Đấy.
Đấy, xúc đang làm đây, các nữ oa đang vá đường đây. Máy xúc đang làm cùng các nữ oa đang vá đường. Để công nhân hôm nay toàn công nhân nữ thôi các bạn ạ. Toàn các cô ấy có bốn cô vá đường. Ở phía xa xa kia là máy lu kia, có một cô đang làm kia. Đấy, làm bên đấy đi vá víu những cái ô bé bé này khá là lâu. Đấy, thừa thảm lại đổ về đây các bạn ạ. Máy xúc này thừa thảm là lại đổ về đây. Xe này đang chờ, cứ đổ được tí một lại phải chờ các bạn ạ. Đấy, đổ được tí một lại phải chờ đây. Đây, các cô vẫn đang tưới đây các bạn. Đấy, tưới cái nhũ đây này. Đấy, đang tưới nhũ đây. Để trước mặt mình đây có cái hố đây các bạn. Máy xúc phía sau này, đây máy xúc phía sau này là nó đi, nó cào, nó gạt vào các bạn nhé. Đây, các cô đang tưới nhũ đây. Đấy, nữ oa vá đường, gặp những nữ oa vá đường ấy. Đấy, tí nữa là mình phải vác cái xô kia, cái phi kia về các bạn. Tí nữa là làm mình đổ hàng xong ấy thì là mình sẽ bỏ máy xúc để bỏ cái phi này lên thùng. Mình lại trở về Hà Nội. Hiện tại mình đang làm ở trên chỗ chỗ đây là chỗ nào nhỉ? Chỗ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc các bạn ạ. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đấy, trời bắt đầu nắng rồi đấy, hè nắng dần dần rồi đấy. Thì nữa mình đổ hàng xong thì mình hỏi các cô ấy xem là có lấy dầu để lau cuốc xẻng nữa không. Nếu cô lấy thì mình lại hút ra cho các cô ấy, không lấy thì mình về luôn. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 3 giờ, gần 3 giờ rồi. À, là 4 giờ 4 rưỡi. Đấy, để các cô cứ xịt này. Buồn cười lắm các bạn ạ. Trong ngày hôm nay là phải làm xong các bạn ạ. Tổng 3 xe thì mình một xe này. Tí nữa cái thằng em kia nó lên một xe, xong mình lại quay về Hà Nội mình lấy một xe lên nữa các bạn ạ. Đấy, tổng là 3 xe. Đây. Đấy, phía xa này các bạn có đầy này. Còn rất nhiều luôn. Đấy, còn rất nhiều luôn đấy. Tít ngoài đầu đường kia nữa các bạn ạ. Đấy, gặp các cô nữ oa vá đường này. Cho các cô làm. Tổng là có 6 cô các bạn ạ. 2 cô đây với 4 cô dưới kia. Vừa nãy mình đếm sót là tại vì là 2 cô lên tít phía đằng đầu trên kia kìa. Đấy, cô làm ở trên đấy. Mình đếm là mình cứ tưởng 4 người mà hóa ra là thành 6 người. Tổng là 6 người các bạn ạ. Đây kiểu như kiểu là dạng là khu đô thị ấy. À, sân vận động. Đấy, sân vận động các bạn ạ. Đây đang xây dựng phía xa xa kìa. Sân vận động. Đây không biết là xây cái nhà gì đây. Đây các bạn. Đây không biết là xây cái nhà gì đây, có cả cầu tháp này.
xong một hồi cho các nữ oa vá đường xong hết một xe mình rồi thì mình bây giờ mình lại về Hà Nội các bạn ạ. Mình lại về Hà Nội để lấy hàng đi đi giáp Hưng Yên ấy, đi gần gần Hưng Yên ấy. Đấy, bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi. Về tới nhà là khoảng tầm 4 giờ kém rồi đấy. Thì lấy hàng xong thì mình lại đi gần gần Hưng Yên các bạn ạ. Đấy, chạy như con chim suốt ngày. Cái xe mình đổ chờ lâu quá. Chờ mình đi từ sáng sớm mà đến vừa nãy mới đổ xong. Bây giờ mình đang trên quốc lộ 2 các bạn ạ. Thì thường thường đoạn này thì không hề có công an mà đi tới cái đoạn đầu đường 100 ấy, đầu đường 100 cách đây khoảng tầm mấy cây nữa nhỉ, tầm 4 cây nữa các bạn ạ, tầm 4 cây nữa là đoạn đấy là nó hay bắt xi nhan, rẽ đường 100 là không xi nhan là dính đòn ngay, với cả chở hàng nó đi mà cái chỗ đấy là đúng kiểu đèn đỏ các bạn, đèn đỏ đi qua và nó thấy ì máy, nó thấy ì máy là nó vẫy lại luôn ấy, là nó có chim lợn báo về là vẫy lại luôn, nên là nó tinh lắm, nó đi xe hàng hay là đi xe không là nó biết ngay. Đấy, đi xe hàng thì bao giờ nó ì máy nó ì nó lì xe, còn đi xe không là nó thoát xe là nó biết, là nó báo chim lợn nó báo nhau một cái là nó bắt luôn. Đoạn quốc lộ 2 này đường khá là xấu các bạn ạ, khá là xấu luôn. Chưa lúc nào mà làm dứt điểm được cái đoạn đường này nó đẹp nha các bạn nhé, nó cứ làm chỗ này nó lại phồng chỗ kia, làm chỗ này lại phồng chỗ kia, buồn cười thật. Các bạn xem đường ở bên nước ngoài ấy, nó làm đến đâu là nó đẹp đến đấy ngay. Của mình đây thì chỉ có là hòng thu lợi của các lái xe nghĩ để lấy tiền, nghĩ để làm sao lấy được tiền của các doanh nghiệp vận tải. Đấy. Xong bắt đầu lại mỗi người ăn một ít, mỗi người cấu xé một tí, đâm ra là thành kiểu nó bị không đủ chi phí, không đủ doanh thu để báo cáo rồi nộp lên nhà nước, đã đâm ra là nghĩ đủ chiêu trò để bóc lột vận tải. Ý vận tải chắc là nhiều tiền lắm. Các bạn biết đến bây giờ hàng thì chở lại không chở được nhiều. Dầu cước các thứ thì cao, cõng bao nhiêu thu phí thì chi phí trên đường các kiểu, đâm ra là ngành vận tải bây giờ là nhiều doanh nghiệp và lao đao.
cái đường 2, quốc lộ 2 này. Không có đoạn đường nào là đẹp cả. Đoạn nào cũng mấp mô, sợ thật ý. Mà rõ ràng là đường quốc lộ nhé. Chỉ có nghĩ ra là đớp là nhanh. Hôm nay mình cũng làm cái video ngắn cho các bạn xem, là hôm nay mình cũng đi vá đường các bạn ạ. Gặp các cô làm nữa thì mình cũng quay lại cái video cho cái quá trình mình đi làm đường cho các bạn xem. Cái video của mình thì mình xin kết thúc tại đây thôi. Các bạn xem video của mình thì các bạn cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Chào, tạm biệt.